Hello Nguyễn Nam. Chơi. Hello Khánh Trăng. Đủ mà. Hôm nay gọi là đại chiến tại Ba La Nguyện luôn bà con ơi. Ngày hôm qua là cây mai hầu như là chưa có được nở, nhưng mà chắc chắn hôm nay là cây mai sẽ nở đó bà con. Chắc chắn với các bạn luôn, ngày hôm nay cây mai sẽ nở. Hello Vũ. Hello Lệ Trần. Vâng. Các bạn đang xem gọi là truyền hình trực tiếp tại Ba La Nguyện của Võ Lâm Ngoại Sử.com. Đó, hiện tại hướng gọi là 6 giờ từ cánh gà của chúng tôi, khán giả các bạn hồi siêu rất là nhiều. Vâng, để bây giờ tôi sẽ di chuyển qua gọi là hướng 3 giờ. Hướng 3 giờ sẽ gọi là ban hội chiến, không biết là Lương Sơn và Tứ Hải đang ở đâu. Vâng, gọi là xin giới thiệu một chút về gọi là Tứ Hải. Hiện tại đó là gọi là một số gọi là Tứ Hải Chánh Tông. Tại sao gọi là Tứ Hải Chánh Tông đây? Tứ Hải Chánh Tông đó là những gọi là anh đồ hào kiệt, gọi là từ gọi là game Công Thành Chiến. Gọi là Công Thành Chiến mà anh em thường hay nói tới là gọi là ban bơm club đó anh em ạ. Vâng, gọi là dưới trướng của gọi là đại gia vô tình đó. Vâng, để cập bến tại Võ Lâm Ngoại Sử của chúng ta và đang gọi là bắt đầu rồi, đang gọi là vô trong ban Tứ Hải. Liệu có thể giúp được cho ban hội Tứ Hải trở mình được hay không thì chúng ta còn phải chờ. Thì thật sự không thể nói là được điều gì cả, không thể nói là được điều gì tại Võ Lâm Ngoại Sử này cả. Vâng, để xem thử Tứ Hải Chánh Tông có giúp được gọi là Tứ Hải tại Võ Lâm Ngoại Sử trở mình được hay không. Vâng, các bạn thấy hiện tại là chỉ còn khoảng là 3 phút nữa thôi. Ban hội chiến cho bà lèo tèo vậy ở trời hay là trời. Hồi nãy tôi thấy đông lắm mà. Ban hội chiến gọi là một ở một cái vùng quê, một vùng vùng quê gọi là miền Trung đó anh em. Vừa rồi bị bão cho nên là hình như là ban hội chiến có còn có một miếng vậy. Nói chơi với anh em thôi, chứ gọi là ban hội chiến khá là đông, đang là núp trong nhà đó. Một xíu nữa thôi, Tứ Hải không biết gọi là có ra đây gọi là ăn thử vài bó hành trong khi đang gọi là chuẩn bị gọi là chuyển quân qua bên này hay không. Vâng, chúng ta gọi là chờ thử các ban hội Tứ Hải có sức đầu lộ diện gọi là trong những cái ngày gọi là mới khi mà gọi là cập bến tại gọi là Võ Lâm Ngoại Sử hay không. Hello gọi là Trần Danh. Hello gọi là họ hàng tên Thiện. Đồ má tên đẹp bậy. Vâng, ban siêu đứng như thế này thì ơi bộ gọi là ban hội Lương Sơn và ban hội chiến cũng khó lòng mà dám ra đó nha. Vâng, ban hội siêu để bắt đầu di chuyển mà con này. Các bạn thấy hiện tại ban hội siêu để bắt đầu di chuyển khá là đều. Vâng, hội siêu thì đang gọi là rất chi là háo hức gọi là tới giờ cái mai nở và rất là mong chờ gọi là tới ngày thiên tử để gọi là quyết chiến với ban hội chiến. Hay là ban hội chiến làm gì đây, làm gì có nhúm nhở đi vô luôn đã, đừng làm anh em quê nha. Hay là thằng lồn Nam Ngô mày kêu anh BK ngu con cặc chứ ngu. Một phút nữa thôi thì cây mai sẽ nở. Không biết là ban hội chiến đang núp lùm ở đâu đó. Theo tôi nghĩ rằng ban hội chiến đang gọi là núp ở đâu đây thôi. Chủ yếu là Lương Sơn, không biết là Lương Sơn có ra hay không. Nhưng mà theo tôi thấy thì Lương Sơn chắc là khó lòng mà dám bước ra ngoài đây đó bạn. Bước ra đây nó quýnh bỏ mẹ luôn. Một phút nữa thôi thì cây mai sẽ xuất hiện tại gọi là Ba Lăng Quyện. Vâng anh em gọi là chờ nha. Chỉ cần một phút nữa thôi. Khánh Dubai đâu hết rồi. Khánh Dubai đâu, anh em của mày đâu hết rồi hả Khánh Dubai. Vâng, cây mai đã bắt đầu xuất hiện bà con ơi. Cây mai đã bắt đầu xuất hiện. Vâng, ban siêu đang gọi là đứng đến lụm cây mai. Vâng, ban hội siêu đang gọi là đứng lụm cây mai. Không biết gọi là ban hội chiến đang ở đâu và phương trời nào. Đồ má chiến này là gọi là ban siêu nó bứng cây mai lên luôn hả. Nó đang dọn lụt. Ây da tì ca là Khánh Dubai đang gọi dọn lụt hả. Vâng, cái mai hôm qua là chỉ có gọi là họp event thôi. Nhưng mà cái mai ngày hôm nay có luôn gọi là thiệp hồng nha anh em. Vâng, đã thông báo cho anh em rất nhiều lần trời. Chết tôi đỉ mẹ rồi. Chỉ này là thằng siêu nó lụm cái mai là bấy giày cái mai luôn trời. Vâng, ban hội chiến đâu sao tôi chưa thấy ban hội chiến nữa ta. Để chạy vô trong nhà nó kiếm nó coi. Chiến với Lương Sơn với Tứ Hải đâu trời. Trời, để tôi thấy tập trung đông lắm. Tập trung ở đây nè, đủ má đông như là một cái núi luôn. Trên đây là tôi mới lên live mà chìm. Thấy siêu ra một cái trốn luôn là sao đây. Chết con mẹ rồi. Căng quá căng rồi.
có người làm ban chủ nào về đây rồi xử lầu siêu này không? Tôi thấy là siêu này cơ bộ là nó hơi căng rồi đó. Đồ má chiến này là siêu ngon luôn nha, trong vòng 30 phút lụm đủ má lụm khỏe luôn. Hello gọi là anh Thi, trong vòng 30 phút siêu này bứng cái mai lên luôn rồi, xong luôn rồi. Lượt sân đâu rồi, chiến đâu rồi, sai hay là sai? Đây 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 đây, Lương Sơn được ba mạng, đủ má Lương Sơn đâu quá bà con ơi. Lầu má mày tầm mất dạy quá mày. Hôm nay thiệt là đéo vui tình em à. Má là lấy tập trung đông thiệt là đông, quá trời đông luôn. Tưởng đâu là sẽ có trận ác chiến tại gọi là Ba Lâm Quyện, ngay già thì ra thiệt thì cũng có lèo tèo thôi. Mấy thành viên này không có thể gọi là lụm được cái mai với ban hội chiêu rồi. Rất là căng thẳng, căng thẳng quá. Đủ má kiểu này siêu nó lụm xong chắc người là cũng phải gọi là 4.000 cái bánh luôn. Siêu lụm hết bánh luôn rồi, chiến còn có mấy đàn trời. Tại chiến chỉ còn có mấy đàn mà thôi, thằng siêu lụm hết bánh luôn. Đủ má chiến này thằng siêu ăn hết bánh luôn, no sai luôn rồi. Đợi chiến ra là nó là còn có giấy chùi miệng thôi. Chiến với Lương Sơn đang bắt đầu ra từ từ thì chỉ còn có giấy chùi miệng mà thôi. Lẹ đi siêu ơi, mày bứng cái mai về luôn đi siêu ạ. Bứng cái mai về luôn đi. Đó đó, anh em thấy màu xanh chỉ có một số thôi, một số nhỏ thôi. Hoàng Văn gì? Ngay à, đụ má mày lại mà biết cả cái tên cúng cơm của tao vậy? Nghe lầu nghĩa long toàn đầu lộn áp tên gì đây, lên full set gì đây hoàng kim coi thủ lát để ta lên full set hoàng kim, tao quýnh độ bỏ bú hết luôn cho tụi mày coi. Còn lấy đi, lấy tao quýnh độ bỏ bú hết luôn, lấy tao chơi khô máu với tụi nó luôn nè. Đù má nó tụ tập kìa, đù má nó tụ tập kìa, đù má nó tụ tập gọi là quá trời, gọi là tiệp hồng luôn. Đù má nó tiệt là ngon luôn đó mà, căng thiệt là căng mà. Đù má gọi là cái này, gọi là event này phải gọi là phải nhờ gọi là ban hội Lương Sơn và ban hội chiến thì thằng siêu mới gọi là ăn được như vậy. Đù má đây là có thể nói là một sự phối hợp chăng, phối hợp hả ta? Đù má thơm mà nha, kèo này thơm mà nha, kèo này thơm đó. Đù má mấy người kia sao đéo để chữ màu tím chạy vô lụm à, mấy người kia sao không để chữ màu tím chạy vô lụm? Đù má Tứ Hải cũng lụm luôn, Tứ Hải đù má Tứ Hải đen gọi là chung với siêu. Đù má đen đứng lụm lụm ngon lành luôn. Đù má Lương Sơn đồ với lại gọi là Lương Sơn đồ chiến đồ giờ đứng nhìn luôn rồi, hết ăn được rồi. Thôi tao phá tụi nó chửi chết mẹ luôn đó. Đù má nó đang lụm mình phá nó chửi chết mẹ luôn đó anh em ạ. Mấy lồn nỉ ghê lắm. Mấy lồn nỉ ghê lắm, đừng giỡn với nó. Đù má chiến này nó lụm, chiến này là nó lụm đù má lụm ngon luôn. Một hạt đứng ở đây lụm á, trong vòng gọi là 30 phút thì sẽ lụm được 60 bánh. Mà 100 mặt á, 100 mặt ở đây á, gọi là lụm được gọi là 6.000 bánh. Đù má gọi là chiến này gọi là ban hội siêu khá luôn nha. 6.000 cái bánh là quy ra gọi là mười mấy ngàn xu. Đù má chiến này là ngon luôn rồi. Mười mấy ca xu, đủ má đi lụm một cái ven thôi là kiếm mười mấy ca su với giá trị rồi là một ca su bằng 700.000. Đù má ngon lắm rồi nha, chiến này là siêu khỏe luôn, không ai gọi là phá bách gì luôn, quá là phê luôn. Đù má trong vòng chín nửa tiếng đồng hồ thôi kiếm được gọi là khoảng 10 triệu trên tay. Anh em thấy đang lụm chơi chơi vậy đó, đang lụm chơi chơi vậy đó chứ gọi là một lát hồi xong rồi cơm về bán chiến lệ phẩm cái không có dưới gọi là 5 triệu đâu anh em. 100 mặt lụm không dưới 5 triệu đâu. Đù má cũng phải thịt từ hàng gọi là 7 triệu trở lên đó. Quá ngon mày. Đù má lát nhớ chia cho hai ban hội kia nha ông đội, đừng ăn hết mình nha. Hello Minh Cường. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là Minh Cường, là một gọi là cái gì ta, một người đã gọi là lên trên
nhân tố bí ẩn các bạn. Vâng, các bạn coi nhân tố bí ẩn, các bạn thấy gọi là có một gọi là võ sĩ hay là cái lòng gì đó mình cũng đéo biết nữa, nhưng mà dám lấy gọi là xà beng chọt vô cần cổ, móc ra nguyên chai khế luôn rồi con. Đây, phải là Minh Cường chọt xà beng vô cổ móc ra chai khế, đến từ gọi là server công thành chiến của bang Tứ Hải, thù mã ghê lắm nha, móc được chai khế ra ngoài luôn đó. Vâng, ban hội siêu vẫn đang gọi là bám trụ với gọi là cái cây gọi là cây mai. Vâng, đang bám trụ với cây mai trong vòng gọi là 30 phút kiếm được gọi là 8 chai trở lên. Quá là phê luôn, thụ má kèo thơm luôn, dễ gì có được cái event nào ngon như vậy. Anh em thấy không, dễ gì có được cái event nào thơm như vậy đúng không các bạn. Trong vòng chỉ gọi là 30 phút thôi, không ai phá là sẽ gọi là kiếm được gọi là 8 triệu trong tay để gọi là ngày thứ hai chơi điện tử. Chơi điện tử chơi lớn luôn à. Có bánh luôn nha, có bánh luôn nha, gọi là có luôn thiệp hồng nha bà con, có luôn thiệp hồng. Vâng, có một cái thiệp hồng nha, một lần lụm là được một cái thiệp hồng nha, một lần lụm là được một cái thiệp hồng nha bà con. Nghe bị ngon đó, chứ không phải là hợp event không đâu. Một lần lụm là có một cái thiệp hồng, một lần lụm là có một cái thiệp hồng nha. Thiệt mà, đủ má nó móc chai khế ra luôn mà. Thù má trong vòng gọi là nửa tiếng hồ kiếm 8 chai dễ quá. 5K bay, đáng nữa về gọi là mua 2 chiếc xe đạp lại luôn. Lấy về mua 2 chiếc xe đạp lại luôn nha 5K bay. Lấy về mua 2 chiếc xe đạp lại luôn. Quá phê luôn. Nhận được gọi là thiệp hồng nữa nha anh em. Nhớ lụm cây mai là có thiệp hồng luôn đó. Thiệp hồng là gọi là mấy mua trên kỳ trên cát, một lần mua là phải 2 xu. Mà anh em cứ tính đi, trong vòng 30 phút thì một hạt sẽ lụm được gọi là 60 hộp, 60 gọi là cái thiệp hồng, 60 cái thiệp hồng thì anh em cứ tính đi, 100 mặt gọi là 6.000 cái, 6.000 cái quy ra gọi là bao nhiêu đây, 6.000 cái là 12 ca su, 12 ca su, su hiện tại tại server của Gió Lâm Ngoại Sử là 1 ca su bằng 700.000, 12 ca su có phải là 8.4 triệu hay là không? Thù má, thiệt dễ kiếm ăn quá đi. Hello anh Vũ Nguyễn nha. Thù vâng, thiệt là lại dễ kiếm ăn quá đi mà. Thù má chiến này gọi là căng lắm rồi. Cái này mà gọi là không có gọi là thế lực nào gọi là bứng được cái mai này lên là ban hội siêu cũng sẽ làm giàu trong cái mùa event này mất rồi. Ban hội siêu sẽ làm giàu ngay lập tức trong cái mùa event này. Rất là ngon. Nó nắc cây mai ngay giờ, nó nắc cây mai cũng căng lắm đủ mà, đúng là làm giàu không khó. Vâng, đó là chưa tính rồi mà kể cả bàn hội Tứ Hải này nọ kia, thù má lụm cây mai kiểu này là thấy con mẹ rồi, nó lụm cây mai kiểu này là bấy nhầy cây mai của tao luôn trời. Ngay giờ tiệc má, bây giờ Lương Sơn với bàn hội chiến thì không đủ lực mà để gọi là bứng cây mai này lên, một mình nó gọi là ôm trọn cây mai tiệc là sướng quá đi mà. Ngay ra tiền là đau lòng quá đi. Đù má tiệc ngon. Ù má gọi là lụm chừng 2 bữa thôi là đủ má sắm chiếc xe gọi là thành tàn chạy được rồi. 2 bữa kiếm gọi là 16 chai là sắm được chiếc xe chạy thành tàn rồi anh em đúng không? Ngay ra quốc rồi à, thì không biết gì cả. Có tiệp hồng nữa. Nghỉ game rồi mà lâu lâu nghe lộn, ngay ra chơi lại đi. Hello đêm. Cái gì? Điệp mẹ bán bánh cả đêm được vài sĩ, đứng lụm 30 phút 8 triệu. Đúng rồi, láo làm con chó luôn. Thì anh em cứ tính đi, một lần lụm á là 30 giây. Mà 30 giây thì sẽ được 2 xu. Mà gọi là một ạc mà lụm nửa tiếng đồng hồ thì sẽ được gọi là 60 cái, 60 cái là 120 xu đó. 120 xu, mà 100 mặt lụm, nếu mà 100 mặt lụm trong đây tôi cam đoan với các bạn luôn sẽ trên 100 mặt lụm á thì gọi là sẽ được 12 ca su. Mà su hiện tại tại Gió Lâm Ngoại Sử các bạn bán 700.000, bán là hết, có bán là hết, thì cứ tính đi 12 ca su thì cứ quy ra 8.4 triệu thôi. 8.4 triệu 5K phát cho đàn em của gọi là anh em trong ban thì gọi là khoảng chừng 1.4 triệu thôi, còn 7.500 để nói là quỹ ban.
mà sau khi gọi là hai ngày như vậy thôi, 14.500.000 nói quỹ ban bây giờ gọi là chuyển vô gọi là túi cá nhân để 500.000 sắm lại chiếc xe máy, chứ bây giờ chạy xe đạp hoài đủ má ai coi ra cái gì. Ốc nhảy hả? Ốc nhảy cày mẹ mày chứ. Còn hơn tao làm chai bao một đêm. Đúng rồi, đủ quá làm, bây giờ không có làm cái gì ngon mà gọi là đi bứng cây mai hết. Đủ quá, nhưng mà cũng phải gọi là cảm ơn. Cảm ơn ban hội chiến và ban hội Lương Sơn. Chứ không là đủ má nó ra nó quýnh chết mẹ mày luôn á siêu. Hay nói gọi là bữa nay gọi là chính là bị đau bụng ỉa rồi. Hay nói đau bụng ỉa cho nên là chưa có ra được. Hồi nãy tao thấy tập trung đông lắm. Đông đủ má đông giả mang luôn. Đù má siêu nó ôm hết luôn rồi. Nửa tiếng đồng hồ chết con đỉ mẹ, còn 19 phút nữa. Còn 19 phút nữa không thằng nào ra quậy đó hả bay? Để cho nó gọi là nó ăn hết sao bay? Trời đủ má, 19 phút nữa là bèo bèo cũng còn được gọi là 6 chai đó, đéo ít đâu. 19 phút nữa là còn 6 chai đó. Kèo hiện tại là còn 6 chai. 19 phút nữa là còn 6 chai, trời ơi là trời kéo ra phá 6 chai của nó đi trời. Ngu cái con đĩ mẹ mày đó, gọi là Mai Việt Phúc à. Con mẹ mày chứ ngu. Trời ơi thì đó, đủ má không hiểu là tại sao mà để cho thằng siêu nó húp ngọt như vậy luôn. Đủ má mình nghĩ là gọi là mình sẽ gọi là đưa ra một cái event gọi là hàng chục triệu để cho gọi là anh em trong server gọi là có gọi là phần gọi là hào hứng để gọi là tham gia gọi là trận đánh này. Nhưng mà ai ngờ đâu, bây giờ là tất cả đều gọi là nhường cho siêu ăn luôn. Đù má gọi là siêu kiếm được 8 chai trong vòng 30 phút. Thụ má ngày mai xin cho ban siêu luôn. Xin làm đàn em của gọi là 5 cam luôn. Má xin làm đàn em của 5 cam luôn. Đù quá 5 cam hay quá. Nhạc như cái lồn, đổi nhạc. Đổi nhạc cho bà con. Đủ quá giờ Tứ Hải rồi, giờ mày chơi xăm mình mày quýnh nó luôn rồi Tứ Hải. Đó đó mày chơi xăm mình mày quýnh nó luôn rồi. Lòng Tứ Hải dở mày xăm mình quýnh nó luôn. Xăm mình quýnh nó luôn đi Tứ Hải ơi. Đủ quýnh nó xong rồi là bữa sau nó quýnh chết mẹ luôn. Chắc là anh em đang hội chiến đang gọi là bận gì thôi. Thì tôi thấy có một số thôi. Còn có một số người đang gọi là ngồi đây thì quýnh thôi. Hồi nãy không biết là đang đâu luôn rồi. Để chạy vô trong coi thử coi tụi nó có chơi bầu cua ở trong trong rồi đủ má không chịu đâu đâu quýnh đi ta. Đừng nói bầu cua đang bị lỗi luôn nha. Đủ quá bầu cua đại nhân đâu rồi. Mấy thằng lồn này đứng dè hết bầu cua đại nhân luôn. Trời ơi lụm kìa, trời ơi lụm kìa, trời ơi nó lụm kìa anh em ơi. Má nó lụm mà tôi cảm thấy tôi đau lòng luôn đó. Nó lụm mà tôi cảm thấy tôi đau lòng luôn đó. Trời ơi nó lụm mà cảm thấy đau lòng. Thiệt là đau lòng quá đi. Đâu rồi thằng bầu cua đại nhân của tao đâu rồi? Ngay ra đừng có giấu thằng bầu cua của tao chứ. Đây 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 bầu cua đây rồi. Đù má cũng còn đang đánh bầu cua được nè. Quýnh thử con cua cái coi. Đéo có tiền mà cũng được chơi bầu cua. Nó nói tao đéo có tiền mà được chơi bầu cua. Đù má xỉu lụm rồi, cho rồi nó lụm rồi má ơi. Thiệt thiệt má ơi là trời luôn. Nó lụm ghê vậy mày. Đù má nó lụm kiểu này chắc ban chiến đậu má gọi là kêu là thiên vị rồi nghỉ game để chết luôn à. Lụm lụm ít ít tao mày. Mày lụm nhiều quá mấy thằng chiến nó nghỉ bây giờ. Lụm ít ít thôi. Lương Sơn thì không có người. Lụm ít ít thôi. Đủ má lụm nhiều quá nó nghỉ luôn đó. Là mày để đi anh mày ăn luôn đó con. Vô. Rượu. Rượu. Rượu má ngon à. Lụm đã luôn. Đó tao bỏ ra à, là 8 chai đó. Lụm thoải mái đi. Rồi giới thiệu với các bạn tại sao gọi là nãy giờ ở đây tôi đứng tôi chạy vòng đây. Vâng, đây là cây mai, gọi là cây mai, gọi là cây mai mà mình bước vô để gọi là mình vô mình tặng cho thầy cô những cái gọi là ngày 20 tháng 11. Để cô lấy mai cô khử cái đéo gì thì tôi không biết luôn. Tại vì cái cành mai nó không có gai á anh em. Nó là bông nhưng mà nó không có gai để cô dễ dành cô khử khử cái gì đó cây mẹ cô. Thì á giờ hiện tại ban hội siêu thì đang đứng ở đây gọi là bứng cây mai. Cái mai này á trong vòng 30 phút hiện tại là ban hội siêu không có bị gọi là ban hội nào gọi là cần hết. Cho nên là 30 phút ban hội siêu sẽ gọi là kiếm được có khoảng 8 triệu tư rồi. Cho nên là tôi đứng đây tôi coi thử coi ban hội siêu sẽ thu nhập cái mai như thế nào.
Vâng, để coi bạn hồi chiều sẽ thu nhập được cho Mai như thế nào bà con hả? Đéo có tiền chứ chơi bùn cua. Vâng, không hiểu là tại sao mà gọi là ban hội hai ban hội kia lại có thể nhường phần thưởng thật là ngon và béo bổ như thế này cho ban hội siêu. Không biết gọi là đây là một gọi là một cái đền bù cho trận thiên tử khi ban hội chiến đã thắng ban hội siêu 15 ca su chăng. Rồi, có thể đây là một gọi là ban hội chiến dành cho ban hội siêu một chút gọi là ngân lượng để gọi là ngày mai ấy lộn thứ hai sẽ gọi là quyết chiến một trận gọi là cao giá hơn chăng. Rồi, vừa rồi thì gọi là chỉ 15 chai, biết đâu gọi là tuần này sẽ quất lên gọi là 30. Cái thằng lồn gọi là thằng Mai Việt Phúc nè, ảnh làm với ảnh chửi là ảnh hay lắm vậy. Chửi cái lồn má mày chứ chửi, mày chửi lại anh không? Đá mày chích mẹ mày bây giờ, cái thằng ăn cứt đáy bù. Vô game chơi đó thì đủ má mày đi xin từng đồng từng cắt. Đồ má nó chơi gọi là chơi mà chơi kiểu xin cô đe mà 7 ngày chơi hết 7 ngày cái bắt đầu ra lấy Facebook của ông nội nó cũng xin luôn. Đồ má chơi xong hết 7 ngày nữa rồi bà ngoại mày chết rồi thì mày cũng đủ má mày đừng có đụng cái Facebook của bả, mày cũng lấy Facebook bả mày xin luôn. Mày nghĩ sao mày lấy cô đe mày xin Facebook mà đồ má mày đang ngồi gọt trái bầu trên hình avatar. Cái hình avatar má nó gọi là vú thòng tới lỗ trúng luôn rồi mà đồ má cũng còn vô xin cô đe chơi võ lâm. Đĩ mẹ mày không lẽ tao giờ tao không nói chứ tao nói thì mày quê. Mày bớt bớt đi nha. Đừng có gọi là rượu má ngồi dưới rồi sồn như chó cắn lồn nha mày. Đá mày chết mẹ mày đó. Vô. Đù má rút kiếm chém mày thấy mẹ mày luôn. Đù má mày siêu ơi mày lụm từ từ thôi siêu ơi. Đúng rồi, mấy anh Chiến gọi là hình như là ở gọi là miền Trung. Mà hiện tại miền Trung đang lũ rất là nhiều. Có vẻ như gọi là hai đủ má nó quăng hộp quà luôn kìa. Trời ơi là trời, phí phạm của trời quá vậy hả? Phí phạm quá đi. Mà có ai đang đứng ngoài đây lụm cây mai này không hả? Có ai gọi là cho tôi biết đang đứng ở cây mai lụm hay không? Thù má gọi là chắc là mấy anh em mà gọi là đang không chơi được. Thấy Mang Siêu nó ôm cái mai này chắc là tức đỏ chiến giấy luôn á hả? Thù má chắc là tức đỏ chiến giấy luôn đó. Ta nói thằng Mai Quốc Việt rồi. Đã một cái thằng gọi là tiền ít mà đòi hít lồn thơm. Thù má mày chơi game nữa thì gọi là mày chơi mày hết xin cô đe tới này tới cô đe kia tới hồi mà đợi bị anh không cho nữa, anh nói nặng nói nhẹ rồi bắt đầu ra đây rồi bắt đầu gọi là ganh tị đủ má chửi này chửi nọ chửi kia. Em tuổi lòn gì mà em chửi lộn với anh, em lấy cái lòn gì em chửi với anh? Anh gọi là đang like trực tiếp, anh có thể gọi là chửi chích con đĩ mẹ em, anh chửi từ trên đầu xuống con gái mẹ em luôn, còn em chỉ việc ngồi cào giống như là đủ má cầu cứt vậy. Chửi lộn với tao hả? Con mẹ mày. Lò chống bão hả? Anh em gọi là anh em hải miền Trung gọi là bão, nghe nói là bão là tóc mái lên lừa hết luôn phải không? Thù má gọi là bão này tóc mái lên hết là anh em gọi là đi rình nhà tắm là hết bài luôn đó bà con. Nói gọi là anh em gọi là đi đi rình nhà tắm là hết bài luôn đó. Đù má không biết gọi là ban hội chiến và ban hội gọi là Lương Sơn đang gọi là như thế nào mà gọi là lụm không ra lụm ba. Để gọi là tôi đi thám thính tình hình thử cái coi sao ha. Rồi chỉ còn 10 phút nữa thôi, 10 phút nữa thôi còn 3 chai nha. 10 phút nữa là còn 3 chai, cây mai còn được 3 chai. Vâng, hồi nãy giờ gọi là ban hội Lương Sơn, hay là ban hội siêu đã gọi là lụm hết 6 chai rồi. Ban hội siêu đó lụm hết 6 chai rồi. Còn gọi là còn 3 chai nữa, còn 3 chai nữa. Đù má còn 3 chai nữa nha bà con. Còn 3 chai nữa thôi. Tình hình là còn khoảng 3 chai nữa thôi. Căng quá. Quá là căng. Ôi cái thằng lồn Mai Quốc Việt này nè, để tôi chỉ cho anh em. Anh em gọi là bây giờ á, anh em chơi vậy nè, mỗi người bấm vô cái nick của thằng Mai Quốc Việt một cái.
Mai Phúc Việt đó, em bấm vô nick nó một cái, xong rồi anh em nhìn ở trên cái chỗ gọi là chỗ tin nhắn đó, có ba cái dấu chấm đó, anh em báo cáo nó là thằng chẳng hạn như là thằng mất dạy nè, thằng súc vật bắt đầu thai, cái thằng lừa đảo, hoặc là ba má nó đẻ nó ra mà nó không có cái mỏ, cho nên là nó ngồi nó cào, anh em báo cáo cho gọi là Facebook của nó bị chặn chết mẹ nó đi, báo cáo về bóng đó đi em ơi. Anh em chúng ta gọi là tạo thêm một group gọi là chuyên gia bắt chó. Vâng, thằng nào vô sổ anh em báo cáo rip Facebook nó chết mẹ nó đi. Rip Facebook chết mẹ nó luôn. Đó, Mai Việt Phúc đó anh em, bấm vô báo cáo rip Facebook chết mẹ nó. Khoảng chừng 20 người báo cáo thôi là Facebook của nó sẽ bị ban nha anh em. Nghe nè Châu Minh ơi, trời ơi anh em ăn chiến đâu rồi Châu Minh. Châu Minh ơi, ban chiến đâu rồi, sao để cho ban siêu lấy 8 triệu ngon lành vậy? Sao để ban siêu lấy 8 triệu ngon lành vậy Châu Minh? Gọi là Bạch Thiện đó. Trời ơi, đủ quá, kèo quá thơm mà sao để cho ban siêu lấy 8 triệu dễ dàng vậy? Căng lắm đó nha. Trời ơi, ban chiến là gọi là chuyên gia, gọi là đi săn chiến lợi phẩm ở trong game luôn mà. Không hiểu tại sao cái chiến lợi phẩm này ban chiến lại nhường cho ban siêu như vậy. Ừ, đéo có sôi động xíu nào hết. Nè, Mai Việt Phúc ơi, gọi là tao giúp mày một vé, gọi là cho anh em mỗi người báo cáo mèn cái đó, cho nên là giúp mày gọi là tạo Facebook mới đó, chứ cái Facebook này dơ quá rồi. Facebook này dơ quá rồi, để anh giúp coi lại gấp cái coi gì đây, để gọi là coi gì đây ở coi gì đây ta, em không biết là coi gì đây. Đồ má, không biết là coi ví dụ gì đây. Đồ má này là sao lại nhường cho gọi là ban siêu gọi là lấy ngon vậy. Wow, vâng, ban hội chiến đang gọi là báo là ban hội bị lỗi. Vô đủ má, thì ra là ban hội, bên ban hội nào cũng bị lỗi hay sao đó anh em à, để biết phải hay không đây. Ok thôi, bây giờ là cũng còn có 5 phút nữa hết rồi, thôi bây giờ chắc không có ban hội nào ra quốc đâu, thôi bây giờ mình cũng xuống like luôn. Xuống like giữ hơi, ít bữa gọi là like thiên tử cho anh em. Nhưng mà anh em nhớ nha, lầu Mai Việt Phúc lát nữa anh em bấm vô rồi rip Facebook chích mẹ đó nha anh em. Rip Facebook đó nha. Kèo thứ hai này thì anh em hãy nhớ gọi là theo dõi tại Võ Lâm Hoàng Sử nha. Anh em nào muốn gọi là bắt kèo thì liên hệ với gọi là tôi cũng được, hoặc là liên hệ với tất các nhà cái của Võ Lâm Hoàng Sử cũng được. Vâng, các bạn có thể chơi bằng tiền, hoặc là xu, hoặc là nói chung là chơi cái gì có giá trị là chơi được hết.